xay. Đứa con mình nó có đứa lớn nó biết ăn không, nhưng mà hai đứa nhỏ nó không biết ăn. Bây giờ mình đi con đi ra ngoài. Đi tắm hả Quỳnh? Nhìn thấy đẹp không cái nha. Hoa mình nó thơm lắm. Hôm nay là mùng 11 rồi, âm lịch 11. Qua Tết rồi. Cho nên hôm nào vẫn còn không khí Tết là cái hoa thì gió nó lại rụng. Tươi tá tá tươi. Giờ mình đi. Đi ra ngoài thưởng thức thôi. Và nó ngon cái nào cái nhỉ? Xem á, giờ đi ăn thôi cả nhà.
cho mình cái thùng để mình đi mua đất về mình trồng sen. À, có trồng được không nha chị? Nó thấp quá. Nhưng mà em sâu lòng, muốn sen mình trồng không biết đó. Đổ mấy chiêu đất mới đủ. Để ăn nha cả nhà. Đây là mình có cái tô hủ qua rồi nóng lắm lắm lắm, mình gấp ra một trái. Ngon cả nhà, mình sẽ thưởng thức nha. Thơm đậm đà, mình nêm nước mắm làm ra nó có mùi nó thơm. Rồi sen là cái thăng mình lưu quy nãy mình đi coi YouTube á, coi YouTube á, mình thấy là hầm hủ qua, giờ mình mê quá, trong tủ sẵn có hủ qua. Hôm nay đem cho hầm đi. Đây là cả nhà. Miếng ngon đặc biệt không? Thịt vịt á, hầm á, nó ăn nó ngon. Nó mềm. Thịt vịt á thơm. Hủ qua nó mềm. Mình làm hầm để nước mắm, ướp nước mắm rồi bột nêm thơm. Rau cải.
cần nhu cầu như cả nhà. Cái gì? À, tặng ô. Cái tặng ô thay. Quà hả? Đồ gia rô. Gia rô xưa diên là diên cô diên. Diên đi tiền đi lô, đi tiền diên, đi tiền gia phần. Giảng ở giường cao, giường cao nhỏ này mát cả nhà, mát rưỡi. Trong Tết á, đi sắm sửa, mua đồ để nấu, có tiền quá. Mấy ngày nay không có đi ra đường, đi ra đường tốn tiền quá, làm biến điên ở nhà, ở nhà nấu ăn. Thank you.
còn Huế mình nấu mình không có quen. Nấu ăn mà mình không có làm clip á cả nhà. Vịt đó béo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nha.